Chào mừng bạn đã đến với lớp học thử tại siêu nền tảng học NativeX. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu cách đặt lịch cho buổi học thử sắp tới của bạn. Có hai cách để đặt lịch học, tùy vào vị trí của bạn trên nền tảng. Nếu bạn đang ở tại trang chủ đề học thử, hãy nhấp vào nút đặt lịch, bạn sẽ được chuyển tiếp sang trang tùy chọn cho lớp học thử. Hoặc bạn có thể đến mục lịch học để xem thời khóa biểu theo tuần hoặc tháng, nhấp vào nút đặt lịch hoặc các nút thêm ngay dưới ngày mà bạn có nhu cầu đặt lịch học thử. Lưu ý, các bạn có thể đăng ký lịch học muộn nhất 10 phút trước khi lớp học bắt đầu, nhưng nên đăng ký trước tối thiểu 15 phút để đảm bảo kế hoạch học tập cá nhân. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tiếp đến màn hình đặt lịch học thử. Tại màn hình này, bạn có thể lọc danh sách lớp theo các ngày học và các khung giờ mà bạn có thể tham gia học thử. Hãy tham khảo nhiều ngày học và nhiều khung giờ để đưa ra quyết định của bạn nhé. Sau cùng, hãy chọn đặt lịch. Lưu ý, bạn sẽ không thể hủy lớp học đã đăng ký mà chỉ có thể thay đổi giờ học tối thiểu 15 phút trước khi lớp học bắt đầu. Như vậy là bạn đã hoàn tất khâu đặt lịch học thử cùng Topica NativeX rồi đó. Trong trường hợp bạn cần chọn lại một ngày học và khung giờ học khác, hãy vào mục lịch học và nhấp vào đây. Sau đó, bạn hãy chọn đổi giờ học. Lựa chọn này sẽ chuyển bạn đến trang đặt lịch học. Tuy nhiên, lần này bạn sẽ thấy thông tin chi tiết lớp cũ được hiển thị tại góc trên bên trái màn hình. Bây giờ, hãy chọn lại một ngày và khung giờ học khác cho lớp học thử. Sau đó, hãy nhấp vào đây. Hệ thống sẽ hiển thị khung xác nhận đổi lịch học để bạn xác nhận thay đổi của mình. Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ và tìm hiểu chương trình, NativeX luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tại khung live chat ở góc dưới bên phải màn hình. Khi cần thiết, hãy chọn Customer Support và để lại thông tin, mô tả lỗi. Đội ngũ chúng tôi sẽ phản hồi và hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi tới tổng đài miễn phí 1800 6086 để được gặp tổng đài viên hỗ trợ.